Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay là quay về chủ đề qua Tết nha các bạn. Thì như tiêu đề thì sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà trồng hoa màu gà nó nở qua kịp Tết nha. Thì trước đó thì cũng có làm một vài video rồi, nhưng mà kiểu như là rất là nhiều bạn đăng ký mới đó, thành ra mình phải làm lại để cho các bạn đó có thể là cập nhật được ha, cũng như là có thể là xem được, cũng như là cái mô hình quay lần này là nó khác với cái mô hình lần rồi. Thì cái thời gian mà để mà gieo cái hạt giống mà hoa màu gà nó tốt nhất các bạn là nó sẽ rơi vào ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 9 nha mọi người ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình có thể là mình gieo thời điểm nào cũng vẫn được nha mọi người. Ăn thua là mình sẽ muốn cái hoa mình nó trổ nó lâu tàn hay là nó mau tàn thôi. Ví dụ như ở đây là mình trồng, mình bán cho những cái công ty đó mà nó đã đặt trước đó, mà người ta cần chân sớm á các bạn, thì mình sẽ gieo vào cái ngày 22 tháng 9. Còn đối với mà các bạn mà bán Tết á thì các bạn có thể là mình gieo vào cái ngày 25 tháng 9 nha mọi người ha. Và các bạn trồng ở nhà mà bạn muốn cho nó lâu tàn thì mình sẽ gieo vào ngày 27 tháng 9 là chuẩn nha mọi người ha. Nói chung là cái này là ăn thua vào các bạn là với cái mục đích gì thôi. Và cái giá thể trồng thì nó rất là dễ luôn. Ở đây là chỉ sử dụng là cái tro của mình các bạn, cái tro trấu á, mình mua ở ngoài ngay chỗ mà những cái dựa cây trồng á, là người ta có bán nha. Còn cái mô hình của mình đang quay cho các bạn xem là cái mô hình là trồng hoa Tết nha các bạn, trồng hoa để bán Tết, mình vô chậu bán. Và cái giống hoa màu gà này á, là các bạn đang xem á, là giống hoa màu gà búa nha mọi người, búa đỏ. Thì mọi người mà ai muốn mua về cái hạt giống mà để mà gieo trồng á, thì các bạn có thể nhấp vào cái đường link mô tả ở bên dưới nha. Thì mình có để một cái đường link á, để cho các bạn có thể là nhấp vào mua nha. Có cả là mầm gà phụng vĩ luôn, cũng như là màu gà lai. Này mình mua tại Shopee nha mọi người, chứ mình không có bán ha. Ở đây mình tiếp thị cho các bạn mua thôi. Tại vì mình mua ở trên đó mình trồng á, mình thấy nó hiệu quả. Cái khả năng mà nó hao hụt với các bạn nó rất là thấp luôn. Còn cái này nè, cái này là cái phần là cho trấu nha các bạn ha. Đã được ủ rồi, cũng như là phân chuồng các bạn. Ủ với Chico đạt ma để mai mốt mình dặm nó. Thì mọi người mà nào mà quan tâm về chủ đề hoa Tết thì các bạn cũng có thể là bấm nút đăng ký kênh ha. Để khi mà hoa Tết nó lớn các bạn thì mình quay mình chia sẻ cho các bạn, cũng như là cập nhật cho các bạn về cái giá cả hoa Tết nha mọi người. Trồng hoa này á thì mình tập trung mình chủ yếu về cái phần là những cái loại bệnh thông thường của nó nha. Như cái hoa màu gà này á thì nó thông thường thì nó bị lở cổ rễ nè, cũng như là nó bị sâu với bùa ăn lá các bạn đó. Còn cái phần giá thể thì nó dễ lắm, mình chỉ sử dụng cái tro trấu thôi. Nhưng mà lưu ý nha các bạn ha, mà hạn chế cái lở cổ rễ thì anh em nên mua bạc ha, mà anh em lót chậu lên ha, thì cái khả năng mà nó bị lở cổ rễ thì nó sẽ rất là thấp. Còn anh em mà trồng ở dưới đất á các bạn thì mình phải xịt cái lở cổ rễ nó hơi bị căng á. Đây có một số cây nó lai nè. Trồng cái hoa màu gà này á, thì anh em không cần phải sử dụng những cái loại thuốc mà sinh trưởng nha, cũng như mà những cái loại phân mà đạm nó cao quá, chúng ta không nên sử dụng. Ví dụ như là thằng ure, mình đừng có sử dụng cái thằng ure trên những cái loại hoa Tết, ví dụ như là hoa màu gà nè, kể cả là dạng thọ luôn á. Anh em mà tưới nó đậm cái là nó nóng quá là nó cháy rễ á. Mình nên sử dụng những cái dòng phân mà nó dễ tan, ví dụ như là DAP, cái dòng của Nguyễn Khoan các bạn. Thì các bạn ngâm các bạn pha, mà mỗi lần pha như vậy mình lấy khoảng 100cc cho khoảng đâu cái thùng dồi là 10 lít nước á, mình tưới phân cho nó vậy thì nó rất là im luôn, mà nó nhẹ tiền nữa. Đây các bạn xem nè, trồng cái này là tầm 3 tháng là mình có thể là trổ hoa đẹp nha mọi người ha. Thì nhưng mà thông thường thì cái thời điểm chuẩn là nó ngày 25 tháng 9 nha. Còn đây là có vài cây dạng thọ, cây sống đời nha mọi người.
trước trước đó là trồng trồng sống đời để bán cho những cái rậm đó các bạn. Mọi người nào mà quan tâm về cái chủ đề qua Tết này thì ít bữa nữa thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái thời gian trồng sống đời ha. Thì nó tầm đâu khoảng rằm tháng 6 là mình có thể là mình ươm bên sống đời được á. Đây đây các bạn. Để đi quay giáp cho các bạn xem ha. Nó cái này mình phải mua bạc nha mọi người ha. Cái miếng bạc này á nó không có mắc tiền đâu, các bạn nên mua lót đi. Chứ mà không lót là chúng ta rất là dễ bị nhiễm lỡ cổ rễ luôn. Lỡ cổ rễ thì mình có thể mình phòng bệnh cho nó, mình tưới gốc cho nó các bạn. Tưới thằng Aleus á với thằng Mantalaxy hoặc là thằng Ridumin. Nhưng mà thằng Mantalaxy với thằng Ridumin á các bạn thì các bạn là nên giảm liều ha. Tại vì nó thuốc dạng nóng. Còn thằng Aleus thì cứ thế mà bơm gốc cho nó thôi. Mình lấy nửa gói Aleus mình pha với cái bình là 20 lít nước ha, rồi mình xịt ướt gốc đó là mình phòng được cái bệnh lỡ cổ rễ ha, thậm chí trên cả bầu bí dưa leo á thì các bạn cũng có thể là mình tưới theo cái kiểu đó là mình phòng được cái bệnh lỡ cổ rễ, nó trị rất là hay luôn. Bạn thọ này nọ luôn các bạn, thì các bạn nên sử dụng cái thằng Aleus ha. Ví dụ như cái thằng cây dạng thọ mà ban mai các bạn, mà các bạn mà xịt những cái lòi những cái dòng thuốc nóng ấy, ví dụ như là Mantalaxy với hàng Ridumin đó mà mình không giảm liều á là nó trái rễ luôn á. Do đó thì mình xài hàng Aleus là ok, tại vì nó hay mẫn cảm lắm. Thì thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm của riêng mình ha. Nói chung là những ông anh của mình trồng cũng nhiều lắm thì mình cũng học hỏi từng ngày, rồi mình biết gì thì mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Thì năm nay thì chồng cũng hên xui, các bạn nói chung cũng dịch bệnh nhiều thì chồng cũng hên xui thôi. Rồi ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn, chia sẻ cho các bạn. Mình thấy các bạn mà đăng ký nhiều thì mình mới có động lực để mình quay tiếp, chứ mà ít quá mình cũng lười đi quay. Chủ yếu là hôm nay là chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm thôi, để các bạn cũng có thể là trồng cho nó để nó được nó đúng Tết. Thì nó còn rất là nhiều yếu tố nữa. Ví dụ như mình gieo cái thời gian nó đúng rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà mình chăm sóc với các bạn mà nó bị tông yếu này nọ đó, thì cái khả năng mà nó trổ bông kịp thì nó cũng rất là thấp. Do đó thì mình phải sử dụng cái thuốc sinh trưởng. Nhưng mà cái thuốc sinh trưởng này thì nó tùy theo cái giai đoạn. Ví dụ như mà cái giai đoạn mình nó yếu mà mình nhắm mà nó không kịp đó, thì mình mới xài cái thuốc mà sinh trưởng ha. Nếu mà không thì nó mau tàn lắm. Xịt mà ngay cái giai đoạn mà nó đang trổ bông đó, nó đang làm bông đó mà mình xịt ba cái thuốc dưỡng vô nhiều quá nó cũng không tốt. Thường thường dưỡng thì dưỡng thằng cơm cát với thằng Atonis thôi là được rồi. Rồi thì video ngày hôm nay quay tới đây thôi nha mọi người nha. Rồi mình xin được mến chào.